Trung tâm cây giống Tam Đảo xin kính chào các bác, chào toàn thể các anh chị em, toàn thể các doanh nghiệp cùng tất cả các anh em cây công trình. Ngày hôm nay em là Biên, người đại diện sáng lập Trung tâm cây giống Tam Đảo. Xin được gửi tới các bác về hình ảnh thực tế nhất về một cây công trình được đánh giá là một trong những cây rất là hiệu quả, được nhiều người rất là quan tâm. Thì hôm nay quay trực thực tế về hình ảnh cho các bác xem về cái cây bàng Đài Loan thì các bác có thể tham khảo. Và nhận được dự án các công trình lớn thì cứ liên hệ cho em, thì bên em sẽ cung cấp để cho các bác cái hình ảnh thực tế nhất, cũng như là đủ các loại đường kính cho các bác từ 7 phân đến 10 phân về cây bàng Đài Loan này. Thì đối với bàng Đài Loan thì bọn em đã trồng để thoát thân, tạo 2-3 tán, và cây cao từ 4 đến 5 mét trở lên. Đây, cây này thì vanh trên 20. Đường kính cây đấy chắc khoảng 7. Đây là các bác nhìn đây, lô này là lô đường kính từ 7 đến 8 phân. Có cây 9 phân rồi. Thì dao động thì cứ tính từ 7. Để chia sẻ cho các bác về hình ảnh thực tế nhất về cây bàng Đài Loan của Trung tâm cây giống Tam Đảo. Đây là vùng nguyên liệu bọn em đang trồng để phục vụ cho anh chị em công trình. Ở bên này vẫn còn. Đấy. Đối với Tam Đảo bọn em thì bọn em cũng làm rất nhiều giống khác nhau, nhưng mà hôm nay thì video ngắn này thì phục vụ cho các bác anh chị em hạng mục công trình đối với cây giống bằng Đài Loan. Thì còn ngược lại thì đơn vị em cũng cung cấp các loại cây công trình như là sao đen, bằng Đài Loan, thông, rồi là kèn hồng, phong linh tím, phong linh vàng. Đó. Rất nhiều các loại cây công trình khác thì các bác, ví dụ long lão, gù hương, thì các bác cứ trực tiếp liên hệ cho bọn em thì bọn em sẽ có cái quy trình hỗ trợ cho các bác tốt nhất. Còn video ngày hôm nay thì em chỉ muốn giới thiệu thực tế cho các bác hình ảnh như này thôi. Đấy, để các bác đi tham quan, các bác theo dõi. Đây, xuống dưới này thì là khu vực bọn em làm bằng Đài Loan. Nhưng mà cây nó đường kính nó nhỏ hơn một chút. Để giới thiệu cho các bác này hình ảnh thực tế nhất cho các bác xem, và đi trực tiếp sâu vào trong cho các bác xem cây thẳng đẹp. Em này có đủ các loại kích cỡ đường kính từ 3 phân, 4 phân, 5, 7 phân, 7 phân, 10 phân, đủ các loại. Đi vào đây các bác thấy ở đây thì bọn em trồng thẳng hàng hết, toàn bộ cây trồng thẳng hàng hết. Cao cứ tiêu chuẩn từ 4, 5 mét. Thì các bác tùy, các bác yêu cầu loại nào thì bọn em lại đánh loại đấy. Giá thì nó cũng tùy thời điểm, các bác lấy loại cây nào thì bọn em sẽ báo giá nó phù hợp loại đấy cho các bác làm công trình cho nó dễ. Đấy, giá thì báo thì thường là bọn em sẽ ít báo cái cước vận chuyển, bởi vì cước vận chuyển thì nó tùy về từng vùng miền. Chuyển đi Hải Phòng nó khác, chuyển Thanh Hóa khác, chuyển vào miền Trung nó, giá nó, cước vận chuyển lại khác. Đấy, thường chỉ báo lên xe thôi. Đấy, thì các bác tham khảo video này thì các bác mua cây thì liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, thì cũng giới thiệu sơ qua bác thế, lần sau em sẽ làm video cụ thể chi tiết hơn. Hôm nay thì em đang bận bốc cây bên kia thì tiện quay các bác cho các bác xem luôn. Đây là hình ảnh thực tế cái bàng Đài Loan công trình. Rồi cảm ơn các bác nhé. Số điện thoại em đã để dần tiêu đề rồi. Liên hệ trực tiếp cho em hoặc trực tiếp add Zalo. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ em ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ em Biên, Trung tâm cây giống Tam Đảo cho đến tận ngày hôm nay. Xin chào.